tấn thịt heo trước Tết Nguyên Đán. Theo báo cáo cung cầu thị trường của công ty nghiên cứu Ipsos Cơn Sao Tinh, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại khoảng 60 tỉnh thành phố với khoảng 2,6 triệu con heo bị tiêu hủy. Tổng đàn nái cả nước đến cuối tháng này ước tính giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là phân khúc bị ảnh hưởng nặng nhất vì thiếu các biện pháp phòng ngừa và an toàn sinh học. nhu cầu tiêu thụ thịt heo cũng suy giảm khi người tiêu dùng cắt giảm tạm thời vì tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều gia đình đã thay đổi cơ cấu bữa ăn các nhà hàng và bếp công nghiệp cũng thay thế thịt heo bằng da cầm, gia súc khác. Sức tiêu thụ giảm nhưng nguồn cung biến động mạnh hơn nên cán cân cung cầu thịt heo được dự báo lệch lớn trong giai đoạn cuối năm. Ước tính từ tháng 7 năm 2019 đến gần Tết Nguyên đán năm sau, Việt Nam có thể thiếu 500.000 tấn thịt heo. Ipsos cơn sao tinh dự báo dịch tả heo châu Phi khiến thị trường heo Việt Nam trong giai đoạn này phân hóa thành 4 xu hướng chính là tăng nhập khẩu, tăng giá bán lẻ, tăng sức mua các loại thịt thay thế và thịt heo có thương hiệu. Nhóm mặt hàng này chiếm tỷ trọng chưa đến 5% trong tổng mức tiêu thụ thịt heo của Việt Nam năm 2018 nhưng đang có mức tăng trưởng tốt trong giai đoạn 5 năm trở lại đây.